xuất ai cập ký chương 10 tai vạ thứ 8 cao cao sau đó chúa phán bảo môi xe con đến gặp Pharaoh. ta đã làm cứng lòng của vua và cả quân thần để ta làm thêm giữa vòng họ nhiều dấu nạn nữa và để con có thể kể lại cho con cháu cách ta đối xử nghiêm khắc với người ai cập và thuật lại cho chúng những dấu kỳ phép lạ ta đã làm để các con biết ta là chúa vậy môi xe và aaron đến yết kiến pharaon và thưa rằng đây là lời chúa đức chúa trời của người Hebrew phán đến bao giờ người mới chịu hạ mình trước mặt ta hãy để cho dân ta đi để chúng thờ phượng ta nếu người khước từ không để chúng đi ngày mai ta sẽ đem cào cào đến trên đất nước ngươi cao cào sẽ che phủ mặt đất đến nỗi không còn thấy đất nữa chúng sẽ ăn nuốt hết những gì còn sót lại sau cơn mưa đá, kể cả cây cối ngoài đồng. Chúng sẽ vào cả trong cung điện ngươi và quần thần và nhà dân Ai Cập. Đây là điều ông cha và tổ phụ các ngươi chưa hề thấy kể từ ngày họ định cư trong xứ này. Nói xong, môi xe quay lại và ra đi. Quần thần tâu với Pharaoh, bây giờ người này mới thôi gài bẫy chúng ta bằng cách yêu sách cho dân Israel đi để chúng thờ phụng Chúa, Đức Chúa Trời của chúng nó. Bệ hạ nhận thấy Ai Cập đang suy vong sao? Môi xe và Aaron được triệu đến gặp Pharaon vừa nói: "Đi thờ phụng Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi đi, nhưng ai sẽ ra đi?" Môi xe đáp: "Chúng tôi đi hết, cả già lẫn trẻ, con trai lẫn con gái, cả bầy bò lẫn bầy cừu và chúng tôi phải tổ chức một đại lễ lớn cho Chúa. Pharaoh nói, cầu Chúa ở với các ngươi, nhưng ta đâu để các ngươi đi hết, kể cả đàn bà con nít. Đây chính là một quỷ kế của các ngươi, không được đâu. Chỉ có đàn ông được đi tà phượng Chúa, vì đó là điều các ngươi đã yêu cầu. Rồi họ đuổi Moses se và Aaron ra. Chúa phán dạy Moses con đưa tay ra trên xứ Ai Cập để cao cao tràn ngập xứ và cắn nuốt tất cả cây cỏ ngoài đồng là những thứ còn sống sót sau trận mưa đá. Vậy, môi xe đưa gậy trên xứ Ai Cập và chúa sai gió đông thổi ngang qua xứ suối này và suốt đêm đó qua sáng hôm sau gió đêm cao cao đến vô số và cao cao tràn ngập Ai Cập không chừa một địa điểm nào cả từ trước chưa hề có nạn cào cào kinh khủng như thế và vì sau cũng không thấy nữa cào cào đầy rẫy trên mặt đất làm cá xứ đen kịt chúng cắn nuốt tất cả những gì trận mưa đá để lại kể cả cây cỏ ngoài đồng và hoa quả trên cành khắp xứ ai cập không còn ngọn cỏ hay lá cây xanh nào cả pharaon vội vàng triệu Moses và aaron đến nói rằng ta đã phạm tội với chúa đức chúa trời các ngươi và cũng có lỗi với hai người. Bây giờ, xin tha tội cho ta một lần nữa và cầu nguyện với Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi và xin Ngài đem tay vạ kinh khủng này đi khỏi ta. Môi xe rời khỏi Pharaoh cầu nguyện với Chúa. Chúa đổi gió thành một trận gió Tây rất mạnh đua hết cào cào xuống hồng hải. Khắp xứ Ai Cập không còn một con cào cào nào cả. Nhưng Chúa làm cho Pharaoh cứng lòng và vua không chịu để cho dân Israel đi tai vạ thứ chín tối tăm sau đó chúa phán dạy môi xe con đưa tay lên trời để đem tối tăm đến bao trùm xứ ai cập tối tăm dày đặc như có thể xòa được vậy môi xe đưa tay lên trời và tối tăm toàn diện bao phủ xứ ai cập trong ba ngày suốt ba ngày đó không ai có thể lấy gì hay có thể rời khỏi chỗ mình tuy nhiên tại chỗ dân israel cương vụ vẫn có ánh sáng pharaon cho triệu môi xe và aaron đến nói rằng đi theo vượng chúa đi đàn bà và con nít cũng cho đi hết nhưng phải để bày bò và bày cừu lại nhưng môi xe thưa rằng bệ hạ phải để chúng tôi đi dâng lễ vật và tế lễ thiêu cho chúa đức chúa trời của chúng tôi đàn gia súc phải đi theo chúng tôi dù là một cái móng cũng không thể để lại chúng tôi phải dùng một số súc vật để thờ vượng Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng chỉ khi nào đến chỗ đó, chúng tôi mới biết phải dùng thứ gì để thờ phượng Chúa. Nhưng Chúa làm cứng lòng Pharaon và vua không bằng lòng để cho dân Israel ra đi. Pharaon nói với môi xe, đi cho khuất mắt ta, đừng trở lại cho ta thấy mặt người nữa. Ngày nào các ngươi thấy mặt ta lần nữa, ngày đó các ngươi phải chết. Môi xe đáp, Bị hạ nói đúng, tôi sẽ không bao giờ thấy mặt bị hạ nữa.